Nguyễn Quang trân trọng kính chào quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát hình của đài truyền hình APTV, phát hình tại thành phố Houston trên băng tần 21.12. Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì cộng đồng của chúng ta, cộng đồng người Việt nói riêng, cộng đồng người Mỹ nói chung, mà không những ở thành phố Houston mà cả trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, đang có những cái thời phút gọi là rất là đặc biệt, đó là cuộc bầu cử sắp tới, bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 năm 2024. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi được sự tham dự của chị Yến Xuân. Yến Xuân là một thành viên của quận Harris County trong ủy ban bầu cử. Thì trong ngày hôm nay thì chị Yến Xuân và có tên Mỹ là Tara Nguyễn, nếu mà quý vị có sinh hoạt ở ngoài quý vị biết, thì có những cái thông tin đặc biệt thì chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cô Hoang chào Yến Xuân. Dạ, cháu xin kính chào cô Hoang và kính chào quý khán thính giả của đài ABTV 21.12. Và xin với giới thiệu quý khán thính giả là tôi là Tara Yến Xuân Nguyễn. Xuân làm cho ti bầu cử của nhà hành chánh quận Harris. Và hôm nay rất hân hạnh được có mặt ở đây cùng với cô Hoang để phục vụ cộng đồng mình về vấn đề bầu cử cho cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 5 tháng 11, 2024. Kính thưa quý vị, trong cộng đồng của chúng ta lúc nào cũng hãnh diện trên mọi mặt, hành chánh, quân sự, rồi văn học, rồi ngành nghề nào cũng vậy, thì giới trẻ Việt Nam bây giờ đã đang tham gia rất là nhiều, đặc biệt là trong cái vấn đề mà chính trị, vấn đề bầu cử. Thì cũng như mọi năm, mỗi khi nói đến bầu cử thì chúng ta lại nghĩ đến là có một cái thời gian sẽ có những cái cuộc bầu cử chính thức và những cái cuộc bầu cử sớm. Thì trong năm nay không biết là những cái chi tiết nó như thế nào, và trước khi mà mình bầu cử thì có giống như mỗi năm có phải ghi tên trước hay là sao không Xuân? Dạ, cảm ơn cô Hoang, đặt câu hỏi này rất là hay và thiết thực. Vì bất kỳ cuộc bầu cử nào quý vị cũng phải là cử tri của quận hạt Harris. Và có nhiều câu hỏi là quý vị đã là quốc tịch Mỹ, có quốc tịch Mỹ rồi thì có cần có đi bầu được không? Nhưng ở trong quận Harris thì cho dù quý vị đã là có quốc tịch Mỹ nhưng quý vị phải ghi danh tại quận hạt Harris. Thì quý vị phải ghi danh 30 ngày trước bất kỳ một cuộc bầu cử nào để quý vị hội đủ điều kiện để ghi là cử tri cho cuộc bầu cử đó. Cho nên ngày 7 tháng 10 vừa rồi là thứ hai vừa rồi là ngày cuối cùng. Là ngày cuối cùng để cho quý vị ghi danh đi bầu cho cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 này là cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Nhưng nếu mà quý vị đã chưa ghi danh, có quốc tịch rồi mà quý vị vẫn chưa ghi danh vào ngày 7 tháng 10 vừa rồi thì quý vị đã trễ, đã muộn cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới vào ngày 5 tháng 11. Nhưng Xuân cũng nhắc nhở quý vị là nếu quý vị đã chưa ghi danh thì Xuân khuyến khích quý vị nên ghi danh để quý vị còn có cơ hội bầu cho cuộc bầu cử, những cuộc bầu cử sắp tới. Và sẽ có cuộc bầu cử chung kết, có vài cuộc bầu cử chung kết vào ngày 14 tây tháng 12 sau cuộc bầu cử tổng thống này. Qua phần trình bày của cô Yến Xuân đó thì chắc ở đây cũng có một cái câu hỏi lớn đó Yến Xuân. Quý vị đồng hương của mình đó là đã có quốc tịch rồi. Hàng năm coi như là sống ở đây lâu rồi đó, đã có đi bầu rồi thì có cần phải ghi danh lại hay không? Dạ, nếu mà quý vị đã ghi danh trong quận hạt Harris rồi thì quý vị không cần ghi danh lại suốt một cuộc đời quý vị sống trong quận hạt Harris. Thì quý vị chỉ cần ghi danh một lần thôi, trừ trường hợp quý vị đổi địa chỉ qua một địa chỉ mới, hoặc là quý vị lấy chồng, hoặc là đổi tên, đổi họ. Thì quý vị chỉ cần gọi vào ti bầu cử hoặc là gọi vào văn phòng ghi danh cử tri của văn phòng thuế quận Harris để quý vị update, cập nhật thông tin địa chỉ mới hoặc là tên mới. Như vậy thì quý vị cũng đỡ phải lo lắng rồi đó. Trong những cái cuộc bầu cử trước mình có đi bầu rồi thì mình không cần đi bầu nữa. Còn những quý vị nào mà mới di chuyển để trở thành một người dân định cư tại thành phố Houston này rồi mà hồi nào giờ chưa đi bầu cử thì quý vị phải ghi danh thì mới được bầu cử. Và kính thưa quý vị, trở lại cái vấn đề bầu cử thì chúng ta cũng sẽ có một cái thời gian gọi là ngày bầu cử chính thức và ngày bầu cử sớm. Thì không biết năm nay là cái ngày bầu cử sớm, cái thời gian nó như thế nào Xuân? Dạ thưa cô và kính thưa quý vị, ngày bầu cử sớm trong quận hạt Harris sẽ bắt đầu vào ngày 21 tây tháng 10, là có nghĩa là bắt đầu từ thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ có 12 ngày bầu cử sớm từ ngày 21 tây tháng 10 cho đến ngày 1 tây tháng 11. Và chúng ta hiện tại bây giờ là chúng ta sẽ có 88 địa điểm bầu cử sớm trên khắp quận hạt Harris. Và một lần nữa Xuân xin nhắc nhở với quý cộng đồng người Việt tại trong quận Harris là quý vị có thể bầu cử
tại bất kỳ địa điểm nào trong quận hạt Harris, quý vị không nhất thiết phải bầu cử trong khu vực mình ghi danh. Kể cả ngày bầu cử hoặc trong thời gian bầu cử sớm, quý vị có thể bầu tại bất kỳ địa điểm nào trong quận hạt Harris thuận tiện nhất cho quý vị. Kính thưa quý vị, như vậy thì vấn đề mà đi bầu cử sớm đó thì nó rất là tiện lợi cho chúng ta, tức là mình không cần phải về ngay cái nơi của mình ở, mà quý vị có thể đi bầu chung quanh những nơi quý vị đi làm, hoặc là những cái nơi nào mà quý vị đang gặp gỡ bạn bè, hoặc là đi chợ, hoặc là cà phê sáng, thì chúng ta có thể đi bầu cử sớm. Và ở đây thì Nguyễn Quang cũng xin tiếp lời Yến Xuân để nhắc lại quý vị là trong cái khu Southwest mình, trong khu Bel Air này, thì cái địa điểm mà gần nhất mà dễ dàng nhất là cái khu học chánh nằm ở đường High Star Harwin, đường Cook, thì ngay đó rất là dễ dàng. Quý vị chỉ cần dành một cái thời gian 5-10 phút, 15 phút để chúng ta có thể đi bầu. Và kính thưa quý vị, năm nay thì vấn đề bầu cử rất là sôi nổi. Quý vị nào ai thích Tổng thống Trump, ai thích cái nụ cười của bà Kamala, thì quý vị cũng nên dành thì giờ. Cái quyền bầu cử là quyền của quý vị, chúng ta phải sử dụng cái lá phiếu, chúng ta không nên bỏ qua cái lá phiếu. Bây giờ trở lại cái vấn đề đi bầu cử nữa, thì bây giờ giống như mỗi năm không, hay là có điều gì khác biệt khi mà mình tới bầu thì mình cần giấy tờ thủ tục làm sao Xuân? Dạ, cảm ơn cô Hoang, điều câu hỏi này rất là thiết thực. Tại vì có nhiều quý vị hỏi là khi đi bầu cử có cần đem theo thẻ cử tri hay không? Dạ, và Xuân cũng xin nhắc quý vị rất là nhiều là quý vị sẽ có 7 loại ID, có 7 loại căn cước mà có hình ảnh sẽ được chấp thuận, ghi danh, sẽ được chấp thuận cho quý vị bầu phiếu tại bất kỳ phòng phiếu nào. Nhưng với thẻ cử tri thì quý vị không cần thiết. Thẻ cử tri chỉ gửi về cho quý vị là cho biết quý vị đã là cử tri trong quận hạt Harris. Nhưng khi quý vị đi bầu thì quý vị chỉ cần đem một thẻ căn cước hoặc bằng lái xe có hình được chấp thuận tại các phòng phiếu, quý vị không nhất thiết phải đem theo thẻ cử tri. Dạ, nhưng nếu quý vị có bất kỳ các câu hỏi gì hoặc là có thắc mắc gì thì quý vị cứ gọi đến ti bầu cử của nha hành chánh quận Harris, có Xuân và tất cả các chị em nói tiếng Việt để phục vụ cộng đồng mình qua số 713-755-6965, và quý vị hãy bấm option số 3 để được phục vụ bằng tiếng Việt. Như vậy mà mình lỡ mà có ra gặp bạn bè hoặc là đi chợ thì có ai rủ mình đi bầu cử sớm á, thì mình không có diễn cái lý do là tôi bỏ quên cái phiếu bầu ở nhà. Không cần đâu quý vị ơi, chúng ta chỉ cần một cái thẻ. Nếu mà quý vị còn lái xe thì chúng ta cần cái bằng lái xe. Nếu mà quý vị mà không lái xe thì có cái ID có hình của mình đó, để mà mình lãnh tiền trợ cấp bằng hàng tiền già hàng năm đó thì cũng vẫn được như thường. Rồi bây giờ ở đây hình như là năm nay có một cái danh từ nó hơi lạ lạ mà khi mình đọc lên mình cũng thấy nó có cái gì khác thường. Người ta nói là bầu cử lề đường, không biết bầu cử lề đường là gì Xuân? Dạ cháu cảm ơn cô. Dạ Xuân xin thưa với cô và xin thưa quý vị là gọi là ở trong quận Harris của mình có 3 cách bầu phiếu. Bầu phiếu bằng thư, bầu phiếu trực tiếp là quý vị đích thân đi đến phòng phiếu và đi vào bên trong phòng phiếu để bầu cử. Và bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong quận hạt Harris thì chúng tôi đều có gọi là bầu phiếu bên lề đường. Là quý vị có thể là quý vị nếu là đi vào trong thì quý vị sợ là rủi có ai đó bệnh lây bệnh cho mình, hoặc là cơ thể mình không cảm thấy tốt nếu như bữa đó khó chịu. Nhưng mà cháu biết cộng đồng Việt Nam mình là thích đi bầu trực tiếp, thì quý vị có thể đi bầu trực tiếp bằng cách ngồi trong xe. Quý vị lái đến bất kỳ một trung tâm bầu cử nào thuận tiện nhất cho quý vị, chỗ đi học, chỗ đi làm, hoặc là gần nhà con cháu, miễn sao ở cái phòng phiếu đó nằm trong khu vực quận Harris, thì bất kỳ phòng phiếu nào cũng có là một cái nơi bầu phiếu bên lề đường. Thì khi quý vị đến đó, quý vị sẽ thấy một cái bảng hướng dẫn và hướng dẫn quý vị đi đến là cái để mũi tên là bầu phiếu bên lề đường. Thì quý vị chỉ cần lái xe đến ngay chỗ đó, đậu ngay đó và bấm một cái nút chuông. Thì bấm nút chuông xong, bên trong sẽ có nhân viên phòng phiếu sẽ ra phục vụ quý vị tại ngay trong xe của quý vị, mà quý vị không cần phải rời khỏi xe. Và khi quý vị đến đó bầu, quý vị đừng có ngại là sẽ hỏi lý do tại sao, hoàn toàn không có một câu hỏi gì hết. Và điều này phục vụ cho tất cả các cử tri trong quận hạt Harris, không riêng gì người lớn tuổi hoặc là người khiếm khuyết. Vì vậy thì năm nay mình có một cái vấn đề đặc biệt, tức là bỏ phiếu bằng lề đường, làm cho chúng ta nhớ lại, quý vị nhớ là cái thời gian trước mà bị Covid đó, mình lái xe tới đó rồi tự động có người ra thử nghiệm cho mình ở ngoài xe luôn. Thì chắc có thể là cũng một cái địa điểm mà gọi là bầu cử lề đường đó là nó cũng nằm ở cái khu Southwest này, tức là cái phía sau của
trường Elif phải không? Nó có cái dạ, thì, dạ thưa cô, ba khu vực mà gần nhất giống như là cháu lấy địa điểm chung là cháu lấy địa điểm của Hồng Kông, hậu chợ Hồng Kông, thì cháu thấy gần đây nhất là cái Elif ISD là Bill Administration Building ở trên đường Cook Road, và Chinese Community Center là ở phía đường dưới bên kia của đường Bellarmine. Và cái địa điểm thứ ba gần đây nhất là trung tâm là Tracy G Community Center nằm ở đường West Center Drive. Thì chỉ cần trong 10 phút thôi quý vị có thể đến một trong ba địa điểm này. Nhưng không chỉ ba địa điểm này, bất kỳ địa điểm nào trong 88 địa điểm của quận hạ bầu cử sớm, trong thời gian bầu cử sớm, thì trong đó có 88 bầu cử, 88 nơi để quý vị bầu cử bên lề đường. Và quý vị cứ thoải mái đến nơi bấm nút chuông và nhân viên bầu cử sẽ ra đến nơi phục vụ quý vị. Và quý vị bầu phiếu ngay từ trong xe của mình, không cần bước ra khỏi xe. Nhưng có điều là quý vị hãy nhớ là một khi mà nhân viên cử tri, nhân viên bầu cử bên trong giao một cái máy bầu cử cho quý vị, thì ngay lúc đó xe của quý vị đã trở thành một phòng phiếu, thì tất cả các luật bầu cử bên trong phòng phiếu sẽ được áp dụng ngay trong xe của quý vị trong lúc quý vị đang bầu phiếu. Vừa tiện lợi mà cũng có cái gì mà chúng ta cũng hơi ngập ngừng ở đây chút xíu. Kính thưa quý vị, tiện đây thì Nguyễn Quang cũng xin được hướng dẫn quý vị một cái địa điểm mà rất gần ở cái khu Bel Air của mình đó, Tracy G Community Center, tức là nó nằm ở cái khoảng mà gần Bellway East, nó ở giữa West Park với lại Richmond. Thì đây, cái địa điểm này cũng rất là dễ dàng. Để ngoài ra là cái chỗ mà Elif ISD đó, chúng ta hãy dành một cái thời gian 10 phút, 15 phút để chúng ta có thể đi bầu sớm. Và kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay, thì chúng tôi xin phép quý vị được tạm ngưng chương trình trong chốc lát, và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.